Vâng, và xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì các bạn biết rồi đó, từ trước tới giờ thì mình đã hướng dẫn các bạn những cái trải bài cơ bản nè, những trải bài nâng cao nè. Và có một cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình rất là nhiều, hỏi từ trước đây cho tới bây giờ luôn, đó chính là: anh ơi, em phải giải quyết những câu hỏi yes no question như thế nào, những câu hỏi có không như thế nào, ví dụ như là sắp tới tôi có được thăng chức hay không, sắp tới tôi có được thăng lương hay không, có thích tôi hay không. Thì với những câu hỏi này thì em phải giải quyết như thế nào đây? Thì thật sự với các bạn á, thì ở mình đã làm một cái video về cách giải quyết những cái câu hỏi yes no question ở video trước rồi. Thì cái phương pháp đó là một cái phương pháp bản thân mình khi mà xem lại mình thấy nó khá là cồng kềnh, nó khá là mất thời gian và nó khá là khó nhớ, tại vì đó là những cái phương pháp nó hơi, bản thân mình đánh giá nha, nó hơi lỗi thời chút xíu. Cho nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ đem lại cho các bạn ba phương pháp để giải quyết những câu hỏi yes no question một cách đơn giản, dễ nhớ và hiệu quả nhất. Và ba phương pháp đó là gì thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các bạn ha. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Và bật mí nho nhỏ nữa, đó chính là phương pháp thứ ba, là phương pháp cuối cùng, và phương pháp này là phương pháp mình thường xuyên sử dụng nhất và tỷ lệ chính xác nó cũng cao nhất các bạn ha. Và ok, intro nào. Và chắc chắn rồi các bạn ha, thì video này được tài trợ bởi Chetasoft, và nếu như các bạn đang có nhu cầu sở hữu những bộ bài với mức giá ưu đãi thì các bạn có thể truy cập vào đường link ở dưới phần mô tả. Mình sẽ để đường link dưới phần mô tả để các bạn có thể dễ dàng truy cập ha. Và ok, link in the description. Và đầu tiên thì mình xin nói trước một chút xíu các bạn ha, đó chính là bản thân mình khi mà hướng dẫn các bạn làm về yes no question, nhưng mà bản thân mình không khuyến khích các bạn đi theo cái hướng yes no question. Các bạn biết tại sao không? Tại thứ nhất á, cái phương pháp mà yes no question này á, nó là một câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là sao? Mình lấy ví dụ, như sắp tới tôi có thăng chức hay không? Có. Ok, tốt. Không thì sao? Nó không có, hoàn toàn không có hướng giải quyết. Và bản thân mình khuyên các bạn đặt những câu hỏi như sau. Thứ nhất là ok, thay vì hỏi chúng ta hỏi là sắp tới tôi có tăng lương hay không, thì hãy hỏi cái câu đó chính là cần làm như gì, cần làm những cái gì, hoặc là cần thay đổi cái gì, điều gì để tôi có thể được thăng lương. Thì các bạn có để ý không? Có nghĩa là một câu hỏi nó theo về cái sự hên xui, nó theo cái sự sinh mệnh, nó theo về cái sự sắp đặt của thượng đế. Còn một câu đó chính là nó mang tính chất chúng ta tự thay đổi để chúng ta đạt được những cái mà chúng ta muốn. Cho nên là bản thân mình vẫn khuyên các bạn đặt những câu hỏi mang tính chất thông tin và mang tính chất có tác động vào trong cái kết quả thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ok, thì mình vẫn sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách mà mình thường xuyên sử dụng đối với những cái câu hỏi yes no question. Thì các bạn biết ở đó thì đôi khi chúng ta vẫn phải có một cái cách nào đó để chúng ta xem nó đúng không, mặc dù là ok, không có mình không có khuyên là các bạn xem nó, nhưng mà mình vẫn sẽ hướng dẫn các bạn cách để xem những cái câu hỏi này. Và chúng ta sẽ đến với phương pháp đầu tiên các bạn ha. Rồi, thì phương pháp đầu tiên đó chính là phương pháp ngược xuôi. Phương pháp ngược xuôi là sao? Có nghĩa là bạn có một cái bộ bài như thế này và bạn cứ xào lên giúp mình ha. Ok, xào lên như thế này nè. Và trong quá trình các bạn xào lên đó thì các bạn sẽ lật ngược, xoay ngược những cái lá bài lại. Đấy, các bạn gút ra nè, xoay ngược lại, ok ha. Bạn gút ra và xoay ngược lại, ok. Đấy, thì khi mà chúng ta gút ra xoay ngược như thế này thì cái phương pháp này là phương pháp xuôi ngược, cũng đơn giản thôi. Các bạn gút bài ra, xuôi là có, còn ngược là no, là không ha. Ok. Thì đây là phương pháp chỉ cần bút một lá thôi là được rồi, một lá hoặc là năm lá. Ok, thì đầu tiên mình sẽ đặt cái câu hỏi đó chính là sắp tới tôi có tăng lương hay không. Các bạn coi thử ha. Thì mình sẽ lấy cái chiều hướng ở cái hướng của mình ha. Ok, sắp tới tôi có tăng lương hay không. Ok, mình nhận được một lá Knight of Cup ngược. Thì câu trả lời của chúng ta đó chính là no, sắp tới không có tăng lương bạn ha. Ok, đó là cái bốc một lá. Đối với lại bốc năm lá thì nhìn thế nào? Ok, vẫn cứ xào lên như vậy ha. Bạn cứ xoay xoay bài như thế này. Rồi ok, câu hỏi của mình vẫn là tiếp tục sắp tới có tăng lương hay không. Nhưng thay vì chúng ta bốc một lá thì bây giờ mình sẽ bốc 5 lá luôn. 1, 2, 3, 4 và 5. Ok, đầu tiên là dỡ lên. Ôi ôi vãi. Mình có nhận được 5 lá. Vẫn là ngược hết bạn ha. Cái câu trả lời của chúng ta vẫn là no. No ha. Ok, nếu mà như vậy với cái câu đó chính là sắp tới có tăng lương hay không, thì mình bóc ra 5 lá ngược chính thế này thì đồng nghĩa việc là mình sẽ ok, sẽ là no ha, có nghĩa là mình sẽ không có tăng lương. Và phương pháp này là phương pháp cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần các bạn bóc bài lên xuôi thì là có, còn ngược thì là no, thì các bạn cũng có thể có cái câu trả lời coi. Và đây là phương pháp đầu tiên các bạn ha. Và tới với cái phương pháp thứ hai là phương pháp khá là đơn giản bạn ha. Phương pháp này là phương pháp dựa theo nguyên tố. Dựa theo nguyên tố là sao? Có nghĩa là các bạn hãy đầu tiên là hãy giúp mình lấy hết những lá ẩn chính ra bên ngoài, lấy hết những lá ẩn chính ra ha. Và bên trong chúng ta sẽ còn lại những ẩn phụ và bốn nguyên tố, đó chính là lửa, nước, khí và đất. Thì các bạn hãy quy ước cho nó, thứ nhất là lửa. Bản thân mình đi, bản thân mình quy ước là lửa và cúp
là nguyên tố lửa và nguyên tố nước đó sẽ là yes, còn nguyên tố khí và nguyên tố pentacle là nguyên tố đất thì sẽ là no. Thì các bạn rút bài ra nguyên tố nào dựa theo các bạn mà quy định ngay lúc đầu á thì nó sẽ là yes hoặc là no các bạn ha. Coi thì như các bạn thấy thì mình cũng đã soạn ra hết được những cái lá ấn chính như thế này thôi. Đây, đây là những lá ấn chính ha, mình đã lấy ra được những lá ấn chính khỏi bộ bài. Và ở đây chúng ta chỉ còn lại là những lá ấn phụ và chắc chắn rồi các bạn ha. Thì khi mà ấn phụ thì chắc chắn chúng ta sẽ có bốn nguyên tố đúng không? Rồi, các bạn hãy cố gắng giúp mình là chọn ra hai nguyên tố mà bạn thích thì cho nó là yes, hai nguyên tố mà bạn không thích thì cho nó là no. Ok. Thì ở đây video này mình sẽ lấy là nguyên tố lửa và nước thì mình cho là yes, còn kiếm và pentacle thì là no các bạn ha. Ok. Thì vẫn câu hỏi cũ thôi. Lúc này thì vấn đề ngược xuôi sẽ không quan trọng nữa nha, và chúng ta sẽ xét theo là nguyên tố, miễn là gậy và cướp, miễn là lửa và nước á thì là yes, còn nếu mà kiếm kiếm và tiền là pentacle và xóa thì sẽ là no. Ok. Khí và đất nha. Ừ, khí và đất. Ok, thì chúng ta sẽ xét theo nguyên tố ha, thì chắc các bạn biết rồi, quăng bộ gậy thì là bộ lửa, bộ kiếm là bộ khí, còn bộ cướp là bộ nước và bộ pentacle là bộ tiền, bộ đất, bộ tiền đó. Thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Thì miễn là gậy và cúp thì là yes, còn kiếm và tiền thì là no. Ok. Thì bây giờ mình vẫn câu hỏi cũ thôi, sắp tới mình có tăng lương hay không ha? Gậy là yes rồi đó. Ok, vậy là sắp tới có tăng lương, bốc ra một lá yes ha. Nó xuôi hay nó ngược như thế nào cũng không quan trọng bạn ha, tại vì mình đang quan tâm tới vấn đề đó chính là về nguyên tố, cho nên là xuôi hay ngược đều không quan trọng bạn ha. Thì phương pháp này nó cũng chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và tiếp là phương pháp thứ ba, là phương pháp này là phương pháp mà bản thân mình rất là thích, tại vì nó cho mình vừa thông tin và vừa cho mình biết được đó là cái câu trả lời đó là yes hay là no luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử cái phương pháp này cho các bạn xem thử ha. Đầu tiên là các bạn cứ sau bài bình thường, các bạn lấy luôn cả cái bộ ấn chính lúc nãy chúng ta bỏ ra chúng ta xào ha. Ok, vẫn cứ sao bài như bình thường đó, không có gì cả. Rồi, thì khi sao bài như vậy rồi á, thì các bạn đặt câu hỏi, ví dụ như bản thân mình đặt câu hỏi đó chính là thời gian sắp tới nếu như mà mình tỏ tình với Red á, thì Red có đồng ý hay không ha. Ok, thì nếu như mà mình tỏ tình với Red thì Red có đồng ý hay không. Ok, bạn bốc ra một lá. Lúc này bạn sẽ không cần quan tâm là xuôi hay là ngược nữa, tại vì nó là phương pháp khác rồi bạn nha. Mình bốc được một lá đó chính là chín gậy. Mình bốc được một lá chín gậy. Đây, đây là lá chín gậy ha. Thì các bạn biết lá chín gậy này là một cái lá mà mang tính chất sao bạn? Cái tính của nó đó chính là sự kiên nhẫn, sự sợ hãi, sự chờ đợi, chờ thời cơ đến đúng không? Chúng ta sẽ có những cái keyword như vậy. Thì với cái câu hỏi đó chính là nếu mà mình tỏ tình với Red thì Red có đồng ý hay không? Thì bốc ra chín gậy như vậy thì bản thân mình nghĩ là Red sẽ ok, Rớt sẽ xem xét và Rớt sẽ không có trả lời mình liền, mà dạng như Rớt sẽ ngồi chờ để coi cái động thái của mình thể hiện với Rớt như thế nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Rớt sẽ ghi nhận là thằng này bắt đầu nó cũng thích tôi rồi đó, thì tôi coi cái động thái sắp tới của nó có làm tôi rung động hay không. Bốc ra lá chín gậy này thì bản thân mình đoán là với câu hỏi đó chính là Rớt có đồng ý hay không, thì mình nhìn thì có thể là chưa, có nghĩa là dùng từ chưa chứ không phải là từ không bạn nha. Chưa có nghĩa là Rớt vẫn muốn xem xét xem là mình là người như thế nào, xem xét xem là bản thân mình có làm Rớt hài lòng để Rớt đồng ý hay không. Nói chung là bốc ra cái lá chín gậy này thì bản thân mình đoán không phải là không mà nó là chưa, cho nên là mình chắc là nếu mà mình tỏ tình Rớt mà Rớt chưa đồng ý thì chắc là cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa, tại vì bốc ra chín gậy thì bản thân mình thấy là Rớt đã để ý mình rồi, Rớt đã có cái gì đó tình cảm đặc biệt chút xíu với mình rồi, chỉ là động thái sắp tới của mình như thế nào để Rớt có cái tình cảm hơn. Thì đấy, đây là cái cách mà phương pháp dùng cái nghĩa để chúng ta tìm được cái câu trả lời là yes hay no. Mình lấy ví dụ như là một cái khác đi, ví dụ như mà hỏi sắp tới mình có được tăng lương hay không ha. Ok, sắp tới có được tăng lương hay không, sắp tới có được tăng lương hay không nè. Mình bóc được một lá A of Swords. A of Swords là sao bạn? Thì như các bạn biết A of Swords là cái gì đó đầu tiên, sự khởi nguyên của nguyên tố khí đúng không? Có nghĩa A of Swords ở đây thì nó là thì những gì đó liên quan về trí óc nè, sự trí tuệ nè, về những cái ý tưởng, những cái idea, những cái sự sáng chí mới. Như vậy thì mình đoán được là sắp tới có được tăng lương hay không, thì bóc cái A of Swords thì bản thân mình thấy là có vẻ như sắp tới sếp sẽ cho mình những cái cơ hội, dùng cái từ cơ hội là đúng hơn. Có thể là sắp tới thì bản thân mình thì
tăng lương khơi khơi tăng lương thì chắc là chưa, nhưng book A of thì sếp sẽ cho mình thử những cái mảng mới, thử những cái điều mà mình chưa từng trước đây, hoặc là tạo cái cơ hội cho mình thăng lương, thì khả năng cao nó vẫn là có đó. Nhưng mà các bạn biết nó không phải đơn thuần chỉ là có hoặc là không, mà nó cho mình thông tin là à, sắp tới sếp sẽ thử mình để coi mình có xứng đáng được tăng lương hay không. Thì các bạn thấy cái phương pháp cút bài như vậy và dựa theo cái nghĩa nó rất là hay, nó vẫn cho bạn biết được là yes hay là no, nhưng nó có thêm thông tin để chúng ta biết yes trong hoàn cảnh nào và no trong hoàn cảnh nào. Thì hai cái ví dụ vừa rồi mình đã giúp các bạn thấy rõ cái điều đó, đúng không các bạn ha? Và bản thân mình thì thấy hai cái phương pháp, những cái phương pháp mà mình đưa cho các bạn, ba phương pháp là phương pháp xuôi ngược nè, phương pháp nguyên tố nè, và phương pháp ứng nghĩa vào trong câu hỏi, đây là những phương pháp dễ và bất kỳ ai cũng có thể làm được cả. Và bản thân mình thấy đây là những phương pháp bạn hoàn toàn có thể phát triển được, hoàn toàn có thể làm được và hoàn toàn có thể làm tốt trong thời gian rất là ngắn. Cho nên là mình nghĩ là sau này khi mà các bạn gặp những cái câu hỏi yes no thì các bạn sẽ không có sợ nữa, mà cứ ứng dụng thì một trong ba phương pháp này thì các bạn có thể tìm ra cái câu trả lời dành cho cô Huỳnh ha. Thì thật sự là đối với mình phương pháp thứ ba là phương pháp tốt nhất, ổn nhất thì không biết. Đối với các bạn là phương pháp nào ổn nhất thì comment phía bên dưới cho mình biết nha, tại vì mỗi người sẽ có những cái phương pháp riêng á. Và ok, thì mình hy vọng là sau video này mình sẽ giúp đỡ các bạn được những cái cách trả lời những cái câu hỏi yes no question rồi, thì hy vọng các bạn sẽ ứng những cái phương pháp của mình vào trong cái trả bài của các bạn để trở nên trả bài phong phú hơn và giúp cô Huỳnh nhiều hơn các bạn ha. Và ok, chắc là video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp và trả lời các bạn sớm nhất có thể nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.